Những người có vận mệnh giàu sang, phú quý thì thường có những đặc điểm nổi bật trên khuôn mặt mà những người bình thường khác không có. Thứ nhất là vầng trán cao rộng. Người đàn ông sở hữu vầng trán cao rộng là người thông minh, tài giỏi, có óc quan sát. Họ có sự nghiệp thành công và rất dễ làm giàu. Họ thường xuyên có được sự tu dưỡng nghiêm túc về đạo đức và trí tuệ. Chính vì thế mà họ luôn được mọi người nể trọng và tin phục. Thứ hai, tướng mũi đầy đặn. Tướng mũi được coi là đẹp khi đầu mũi có thịt, hai bên cánh mũi phải đầy đặn và sống mũi thường thì rất là cao. Người có tướng mũi đẹp thì cả đời dồi dào về tài khí. Họ có cuộc sống sung túc và vô cùng phóng khoáng. Thứ ba, tướng cằm đôi là người có của cải, phúc thọ. Khi về già sẽ có cuộc sống viên mãn và sung túc. Thứ tư, tướng tai dày và đều đặn. Tai tượng trưng cho phúc khí và tài vận của cuộc đời mỗi con người. Người có tướng tai tốt thì vận mệnh tốt đẹp và họ thường được hưởng rất nhiều phúc khí. Các bạn hãy xem mình có những điều nào trong đây và hãy bình luận xuống dưới nhé.